Kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Vâng, đồ nhật Thanh Huyền đang xả kho thu hồi vốn với một cái em nồi cơm 1 lít 8 mà giá chỉ với là 1 triệu 300 nghìn đồng. Là một cái em vua đầu bếp với dòng Zoji gù các bác nhé. Cái dòng gù như thế này thì cơm rất là ngon luôn cho chúng ta luôn. Và có cả chế độ nấu siêu ngon là trên 80 phút. Một cái em dung tích 1 lít 8 với mã NP cả ngang NV18 sản xuất tại Nhật Bản luôn cho các bác luôn này. Made in Japan này. Nồi còn pin cho các bác. Đó. Rất nhiều chế độ nấu và chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng đồ nhật Thanh Huyền sẽ gửi một cái bản dịch tiếng Việt tất tần tật các chế độ nấu này cho các bác luôn, cũng như là sẽ có một cái video hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bác về cách sử dụng của em nồi với mã modern như thế nào. Chúng ta sẽ xem bên trong này, công suất của em nó thì cần phải cắm qua cái bộ đội nguồn tối thiểu là 2000 V A. Cái gioăng đây, gioăng cũng khá là xanh luôn cho các bác luôn. Và em này là một cái em có công nghệ cao tần áp suất này, có một viên bì bên trong này. Đó. Giá này thì có bảo hành 6 tháng các bác nhé. Vâng, một cái giá xả kho mà có bảo hành 6 tháng chỉ với là 1 triệu 300 nghìn đồng. Và nếu bác nào muốn mua giá không bảo hành thì chúng ta sẽ nhắn tin qua Zalo cho đồ nhật Thanh Huyền với số hotline 0936811346 để đồ nhật Thanh Huyền sẽ báo giá không bảo hành cho các bác. Đó. Và luôn ưu tiên bác nào mà mua giá có bảo hành 6 tháng chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc ạ. Cái xong thì nó có những cái vết chấm như thế này các bác nhé. Quay rất là kỹ cho bác luôn này, bên ngoài này, bên trong này. Giá này thì chưa bao gồm phí ship vào bộ đội nguồn. Rồi, giờ chúng ta sẽ thử điện em nó luôn. Em nó thì đang hoạt động nấu ở chế độ nấu thường các bác này. Và có hở xíu ở bên trái nồi các bác nhé. Đó. Vì Tây Huyền quay rất là kỹ cho các bác luôn. Nên là coi như em này là công nghệ là cao tần cho các bác. Vâng. Và bảo hành 6 tháng với giá là 1 triệu 300 nghìn đồng. Tắt đây. Áp thì rất là mạnh luôn nhé. Chúng ta nghe từng áp xả ra này, van xả ra. Và luôn ưu tiên bác nào mà mua giá bảo hành 6 tháng chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Ngoài mẫu đưa ra đồ nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm 1 lít 8, 1 lít 0,5 lít nữa. Mời các bác liên hệ qua số điện thoại Zalo ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy, hoặc có thể đến mua hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể hơn các mẫu mã nồi cơm cũng như là các sản phẩm về điện gia dụng Nhật các bác nhé. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ nhật Thanh Huyền.